Và trận đấu giữa Đà Nẵng Dragons và Hà Nội Buffaloes đã bắt đầu. Đà Nẵng Dragons. Anthony January dứt điểm tốt bằng tay trái của January. Benjamin Morrow rất cố gắng và Sanuk là người đã có một pha xử lý tốt cơ hội để dứt điểm. Rất cẩn thận và thành quả đã tới với các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. N1 cho Jeff Van Sanuk. Chơi không hề tồi khi anh có một double-double với 19 điểm và 17 kiến tạo. Nhưng đáng tiếc là Sanuk lại bị foul trouble ở 4. Câu trả lời của Hà Nội Buffalo. Tay ném đã có tới 5 pha ném 3 thành công ở trận đấu với Saigon Heat. Rebound và ghi điểm tuyệt vời tới từ Jeff Van Sanuk. Tạo ra được những tình huống khiến cho các ngôi sao bên phía Đà Nẵng Dragons không thể phát huy được những gì tốt nhất của mình. Anthony January tiến dương. Và đó là pha ném 3 thành công của cầu thủ mang số 7 bên phía Hà Nội Buffalo. Cái dự bị nhưng sẽ cần có điểm số cho Đà Nẵng Dragons ở tình huống này. Đó là điểm số của Jeff Van Sanuk. Như vậy là toàn bộ các điểm số của Đà Nẵng Dragons và lúc này đều thuộc về tân binh người Ukraine của họ. Sanuk đã ghi toàn bộ 6 điểm của Dragons. Đó lại là Anthony January. Hai cú ném 3 điểm liên tiếp dành cho Hà Nội Buffalo. Và bây giờ thì số 44 của Hà Nội Buffalo đã có tới 9 điểm vào rổ của đội bóng cũ. Phải nói rằng huấn luyện viên Todd Purves vào lúc này chưa xin hội ý là điều khá bất ngờ khi mà đội bóng của ông cần phải có sự điều chỉnh. Nguyễn Đức Trí để chuyền vào trong, giữa bên sang nhúc Jermaine Morrow một tình huống Euro step và đó là đẳng cấp của Jermaine Morrow. Đà Nẵng Dragons rất mong chờ những pha xử lý đẳng cấp của Jermaine Morrow, nhưng ở phía đối diện thì Hà Nội Buffalo cũng có một ngôi sao đang thi đấu rất cháy, đó là Anthony January. Pha ném 3 thành công thứ hai của số 44 kể từ đầu trận và một mình anh đã ghi hơn một nửa số điểm của Buffalo. Điểm của January nhiều hơn cả đội Đà Nẵng Dragons cộng lại cho tới trước khi Dương Đức Chí tung ra cú ném này. January trong ngày tái ngộ đội bóng cũ ghi 12 điểm, thực hiện thành công 4 trong 5 pha dứt điểm đầu tiên. Đường chuyền tốt và Nick Van Sanuk đã khiến cho cột rổ tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy rung rinh. Và bây giờ thì anh đang theo kèm những cây sang nhúc, một tình huống phòng ngự tốt. Và bây giờ thì Russell Smith đột phá, úp rổ đáp trả dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Cú ném từ góc không độ trống trải, không chính xác. Và thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất cũng đã khép lại. Hà Nội Buffalo tạm thời dẫn trước với tỷ số 24-18. Cây sao nhúc không hề kém cạnh, 10 điểm, 3 rebound, 2 kiến tạo và 1 block. Có thể hình tốt hơn và đang chơi rất dắt. Cú ném 3 cực kỳ đẹp mắt. Huy Hoàng. Huy Hoàng quyết định không chuyền mà tự mình dứt điểm. Và Russell Smith đã bù rổ. Buffalo đang dẫn trước với cái biệt 5 điểm. Jermaine Morrow. Tiếp tục là Morrow. Thủ môn lê rổ rất ấn tượng của Morrow. Jermaine Morrow đối đầu với Huy Hoàng. Rất nỗ lực nhưng Huy Hoàng không thể cản nổi Morrow. Và bây giờ thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm mà thôi. Chơi của mình. Và ghi điểm thứ hai của đội Buffalo trong hiệp đấu này. Điểm số của Huy Hoàng. Tình huống và chắc tốt của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Và bây giờ là Tiến Dương. Tâm định bù rổ tốt. Điểm số thứ 32 của Hà Nội Buffalo. Chờ fast break. January xoay người dứt điểm. Cú and one như tình huống này. Đó là đẳng cấp của Anthony January. Tiếp tục là Tâm định đường truyền. January lùi ra vạch 3 điểm. Và ném chuẩn xác, nothing but that. Một ngày thi đấu hoàn hảo của Anthony January. Chạy shoot. Một tình huống mà Việt Hoàng không thực sự có được nhiều khoảng trống để dứt điểm. Đây là Jermaine Morrow. Quá khó tìm được quý vị. Làm thế nào mà đang dẫn bóng ở tốc độ cao, lập bập mà vẫn có thể tung ra được một cú ném như vậy. Đó đúng là đẳng cấp của Morrow. Chỉ chừa cho Morrow có vẻ vài cm. Rõ ràng là với các cầu thủ Hà Nội Buffalo, họ cần phải làm tối đa mọi cách để ngăn cản những ngôi sao bên phía Dragons.
nhưng vừa rồi thì họ đã không thành công trong việc phòng ngự trước Yevgen Sanuk. N1 cho cầu thủ người Ukraine. Trong lúc mà Marrow chưa thực sự vào form thì những tình huống đánh rất hay và xử lý cực kỳ kỹ thuật của Juven Marrow, và đó là một điểm số mà chắc chắn sẽ còn được nhắc tới rất nhiều. Rất chặt và những tình huống xoay người như vừa rồi luôn tạo ra cho anh khoảng trống. Điều chuyển tốt của Huy Hoàng và Russell Smith có điểm số. Juven Marrow không hài lòng với cách phòng ngự của đồng đội. Còn lại của hiệp 2 là khoảng 1 phút nữa mà thôi. Cú ném chuẩn xác. Đó là đẳng cấp của Juven Marrow. Không thể tin nổi. Tình thế khó khăn buộc phải tung ra những cú ném khó. Juven Marrow đã có 14 điểm từ tới lúc có khả năng phòng ngự tốt. Yevgen Sanyuk có những điểm tốt. Cú Việt Hoàng. Bóng rơi xuống rổ. January dứt điểm tay trái. Vẫn chưa thể cản lại Anthony January. Đã có tới 23 điểm dành cho Anthony January. Và cứ đà này thì có lẽ chúng ta sẽ thấy được một kỷ lục ghi điểm mới tại vì đó là họ đã không thể tìm được ra phương án cụ thể trong việc ngăn cản January. Và vừa rồi là một pha xử lý cá nhân cực hay tới từ Yevgen Sanyuk. Quan hệ Wimbledon và cú úp rổ vừa rồi đã khiến cho hệ thống đồng hồ của nhà thi đấu quận Cầu Giấy gặp trục trặc. Quá mạnh mẽ, một tay úp rổ. Là Yevgen Sanyuk thì có lẽ là bên phía Hà Nội Buffalo sẽ cần hơn một người để có thể ngăn cản anh. Và đây là hiện trạng của bảng đồng hồ sau tình huống úp rổ một tay của Yevgen Sanyuk. Có lẽ chúng ta sẽ lại phải chờ mất một thời gian ngắn để cho bộ phận kỹ thuật xử lý vấn đề. Trận thứ 3 liên tiếp mà January có trên 20 điểm cho Hà Nội Buffalo. Và câu trả lời tới từ William Trần. Rất hay, nhưng đã có tình huống phòng ngự. Không phải trọng tài xác định là goaltending. Xoay người dứt điểm rất ấn tượng. Và bây giờ thì hôm nay thì Russell Smith đã có cho mình một double double với 11 điểm và 10 rebound. Còn Anthony January có cho mình điểm số thứ 28 trong trận đấu này. William Trần đến 3 điểm thực sự không chịu tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đường kiến tạo tuyệt đang out rebound đối thủ. Russell Smith cú ôm rổ bằng một tay vô cùng xuất sắc. Cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để tìm lại sự tự tin. Rất hay, lại là Việt Hoàng. Và hai điểm tính cho cầu thủ mang số 99 của Hà Nội Buffalo. Bên phía huấn luyện viên Todd Burns đã buộc phải xin lỗi ý khi mà mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm tay. Giờ là câu trả lời của Jimmy Morrow. Còn 4,9 giây. Cú ném dành cho Việt Hoàng. Việt Hoàng ném và không vào, nhưng lại có một cú ném xa giữa bảng cực kỳ đẹp mắt. Đấu này, một điểm của Jordan còn 10 điểm. Anthony January vượt qua được Anthony, vượt qua được Jordan Morrow và lấy đi cái cổ chân của anh. Russell Smith. Tâm Đình. Tâm Đình ném ngay. Cú ném 3 điểm chuẩn xác của Tâm Đình, cú ném 3 điểm thành công đầu tiên của anh từ đầu trận. Đó là sự đẳng cấp, đó là kinh nghiệm của Tâm Đình. Ở một thời khắc rất quan trọng của trận đấu này, thời điểm mà Đà Nẵng Dragons đang có được sự hứng phấn và tâm lý sau những pha ghi điểm liên tiếp, thì Tâm Đình đã phần nào đó dập tắt đi ngọn lửa đã bùng cháy của Đà Nẵng Dragons bằng 2 pha ném 3 liên tiếp. Sự quyết liệt của Tâm Đình đang là sự quyết định, sự quyết liệt của toàn bộ đội hình Hà Nội Buffalo. Buffalo trong trận đấu này hay chưa? Nếu có thì cũng là từ rất lâu rồi. Chính xác là trong trận đấu này Đà Nẵng Dragons không dẫn trước một lần nào. Không có 2 điểm, rất đáng tiếc cho pha xử lý của Mai Phước Thịnh. Russell Smith. Và N1 cho Russell Smith.
dẫn điểm và Nguyễn Đông Quang Anh có điểm số. Nếu không nhầm thì đây mới là điểm số đầu tiên của Quang Anh tại VBA mùa giải năm nay. Và có lẽ đó cũng sẽ là điểm số cuối cùng trong trận đấu này. Hà Nội Buffaloes giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 92-74, một chiến thắng thuyết phục, chiến thắng đậm nhất của Hà Nội Buffaloes từ đầu mùa giải tới giờ. Huấn luyện viên Eric Rashad đã bỏ lại cuộc khởi đầu khó khăn sau trận thua Sài Gòn Heat bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragons.